Đây là buổi phát thanh của Sở Hòa Bình, huyện Trà Bồng thông báo tổ chức cuộc thi máy tính cao cộng đồng thay đổi cuộc sống. Mục đích, ý nghĩa, ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và tri nhập Internet công cộng tại Việt Nam, thông báo tổ chức cuộc thi về viết về những câu chuyện đặc sắc tiêu biểu về những triển khai dự án với chủ đề máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị, xúc động về kinh nghiệm của người dân địa phương và nghị lực, với quyết tâm tìm tòa, sáng tạo và khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính và Internet mang lại, giúp họ vượt qua khó khăn và cuộc sống để thay đổi cuộc đời chính mình, tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm được chia sẻ là động lực để người dân học tập và nhân rộng, thu hút thêm nhiều người sử dụng máy tính và Internet, giúp họ cải thiện cuộc sống và ở vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề phù hợp để thay đổi cuộc sống tích cực hơn. Cuộc thi cũng nhằm truyền tải thông điệp mọi người đều bình đẳng trong việc hưởng lợi do công nghệ thông tin mang lại, cũng như có lợi ích của máy tính và Internet, góp phần giảm bớt sự bất bình đẳng về khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong việc tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả do công nghệ thông tin và truy cập Internet mang lại. Đối tượng dự thi, mọi đối tượng thuộc tất cả các tầng lớp và lứa tuổi đều có thể tham gia và gửi bài dự thi. Thành viên ban tổ chức, ban chấm thi không tham gia cuộc thi này. Nội dung